Thị trường bất động sản hiện nay vẫn còn rất là sốt trên toàn nước Mỹ. Đây vẫn là thị trường bất động sản của người bán, còn gọi là seller's market. Seller market sẽ có những trường hợp gì xảy ra? Lâm Hồng Phượng xin được chia sẻ cùng với tất cả mọi người cái đề tài ngày hôm nay, đó là về appraisal gap. Seller market, thí dụ có một căn nhà nào để trên thị trường 500.000, có rất là nhiều người muốn mua, thì sẽ xảy ra tình trạng đấu giá. Đấu giá dĩ nhiên là quý vị phải đấu giá lên cao thì mới mua được cái căn nhà đó. Nhưng mà cao tới mức nào là tùy quý vị. Sau khi nhận được hợp đồng, người bán sẽ review, sẽ coi lại cái hợp đồng và sẽ coi lại cái hợp đồng nào mà xứng đáng, cái hợp đồng nào mà đem lại cái quyền lợi cho họ nhiều nhất thì họ sẽ nhận cái hợp đồng đó. Trong đó có appraisal gap. Thí dụ căn nhà để lên thị trường là 500.000, quý vị trả giá 550.000, trả lên cao để mà mua được, chứ không cần biết. Không cần biết nó có nghĩa gì hay là không, mà nếu mà mình mua được là tốt rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, nếu quý vị trả giá cao mà quý vị không để appraisal gap, có thể quý vị không đấu lại với cái người mua mà để appraisal gap. Có nghĩa là nếu như cái nhà đã giống như là phường này 500.000, quý vị trả 550.000, nhà băng họ đến thẩm định cái căn nhà đó, nó ra giá có 530.000 thôi. Quý vị có đồng ý cover appraisal gap 20.000 hay là không? Quý vị có đồng ý móc tiền túi ra 20.000 để mà bù vô cái khoảng cách đó hay là không? Hoặc ngân hàng quý vị họ cho vay, họ có thể nào mà cho quý vị vay thêm 20.000 đó nữa hay là không? Đó là cái điểm chính trong thời điểm này. Đó là cái rất là thông dụng như quý vị, appraisal gap. Mà nếu quý vị có tiền down nhiều, quý vị closing sớm, quý vị có good credit, người bán, quý vị mặc dù quý vị không để appraisal gap, người bán có thể quay trở lại hỏi quý vị là quý vị có đồng ý cover appraisal gap hay là không. Nếu quý vị không đồng ý thì họ có thể đi tìm cái người mà nói chuyện với cái người mà hợp đồng kế tiếp. Người nào mà chịu cover appraisal gap, cái quyền lợi của họ mà quý vị, họ muốn bán giá nhà càng cao càng tốt, mang tiền về càng nhiều càng tốt nha quý vị. Lâm Phượng xin tạm dừng tại đây. Và quý vị ơi, quý vị nào có thắc mắc hơn nữa về cái những cái hợp đồng, về cái appraisal gap, về bất cứ những gì nằm trong hợp đồng quý vị không hiểu, quý vị có thể liên lạc với Lâm Phượng để biết thêm chi tiết. Như thường lệ, Lâm Phượng xin tạm dừng tại đây và xin chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Bye bye.